Hi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Phát Vlog của mình nha các bạn. Và hôm nay mình có một chiếc xe điện HHB 1/10 và mình sẽ review con này và mình sẽ bán nó luôn nha. Và giá như thế nào thì mời các bạn vô xem review của mình, xong mình chút mình sẽ báo giá cho các bạn xem thấy giá nó có hợp lý hay không nha. Và con xe này á, tình trạng nó như thế nào mình sẽ thông báo cho bạn xem luôn. Xe này nó có body và một chiếc xe một kích và một cái remote GT2. Rồi, mình đã trùng tu lại hết rồi. Và con xe này tình trạng của nó đó, cái body nó hơi xấu một xíu nha các bạn, nó hơi bị nứt dán, mình đã phục hồi mình dán lại cho nó rồi nè đó. Rồi nói chung là nó cũng cứng cáp, chơi cũng chơi ổn thôi. Máy body này chừng 200 mấy các bạn. Và chiếc xe hiện tại là chiếc xe nó chạy motor chổi than và đi theo nó là cái cục pin 4.000 rưỡi nha các bạn. Đây đi tới 4.000 rưỡi. Đây lâu lâu mới có một chiếc xe combo này về để chơi các bạn ơi. Thường thường là mình bán toàn kích không à, hoặc là bán lẻ pin được không à. Hôm nay mình sẽ bán nguyên bộ này cho anh em nào mới tập chơi có thể chơi, và mình sẽ bao cho anh em chơi, mình sẽ review tặng cảnh rồi mình test cho các bạn xem luôn. Đây bây giờ nói chung là cái con này nó cũng là đồ cũ nha bạn, chứ đồ mới nó không có giá 1 triệu mấy đâu. Con này mình bán giá 1 triệu mấy, nhưng mà chút mình sẽ coi lại mình đã báo giá các bạn. Con này mua mới cũng 2 triệu mấy á. Đây nó bằng dưới đây bằng nhựa nha các bạn, còn tại vì con này 1/10, còn mấy con nhỏ nhỏ hơn thì nó thường nó bằng nhôm, còn 1/10 này thường nó bằng nhựa, còn bạn có thể ốp xanh nhôm mới lên được nữa. Con này con zin luôn. Bây giờ mình sẽ ghim pin vô nha các bạn, mình test thử cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ bật cái công tắc này lên, rồi mình sẽ bật công tắc này lên luôn. Đây giờ mình sẽ đánh lái nè đó, để mình ginh hỏng lên mình chạy thử, mình bóp ra thử cho bạn xem nha. Mình đã chỉnh lại hết rồi, ve nè, nút ve nè đó, còn chạy tới nè, đẩy lên cái là hắn, rồi xong mới ve nè đó. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mấy cái anh em mới chơi á cách chỉnh bánh nó như thế nào nha. Đây thường thường là một lái hai ga, ở đây là một lái nè, số 1 nè, đây ga nè. Nè đây là bạn sẽ chỉnh lái nè, bạn chỉnh, bạn nhìn vô cái cây này của nó nè, nó sẽ chiếc chê nữa không đó. Bạn sẽ quay nè, bạn chạy ngoài đường mà nó không thẳng á, nó méo méo, bạn sẽ chỉnh trên đây nè cho nó thẳng lại. Mình chỉnh vậy nè đó, rồi bạn chạy vừa chỉnh mới ngay được nha các bạn, chứ mình chỉnh như này thì mình cũng không thấy ngay chắc chắn đâu. Còn cái này là, còn cái nút chính giữa là hình như là tăng ga, bạn có thể mò các bạn, giờ bạn mò lên. À, cái này tăng ga nè, cái này tăng ga nè, ví dụ bạn dặn lên là ga nó sẽ kêu nữa không, nó chạy nè, nó chạy tới nè đó, bạn dặn vừa đủ các bạn thôi, nếu mà dặn quá thì nó hành lùi. Còn đây là chỉnh, cái này chỉnh góc lái nè bạn, góc lái lớn nhỏ nè, ví dụ góc lái nè bạn thấy không, thấy không, mình chỉnh nhanh nè. Này cái này là mình chỉnh lái chậm nè là không lái nè, còn lĩnh lái nhanh là nó lái hết gái luôn nè, thấy không. Này cái cây này cũng rất là dễ thôi. Còn hai cái trên đây là một cái là chỉnh lái ngược chứ một cái ga ngược á. Bây giờ bạn lỡ bật cái này thì nó chạy ngược, bạn bật lại nó chạy xuôi. Như để mình chỉnh lại nha. Đây, bây giờ lái ngược nè. Giờ mình lẹo, mình quẹo bên đây thì cái bánh nó quẹo bên kia là nó ngược nữa không? Đó. Hai bánh giờ ngược. Giờ mình sẽ bật lại bên đây. Thì nó sẽ lái ngược, lái thuận lại nè không? Rất là dễ luôn. Bây giờ mình sẽ test ở ngoài cho các bạn xem nha. Thank you.
Rồi hồi nãy giờ là mình gắn cái bánh gích các bạn, tại ngoài đường nó mưa nên mình không dám chạy, sẽ ướt dơ xe các bạn. Còn bánh này là bánh chạy đường trường các bạn, cái xe này chạy đường trường hay đường gích gì cũng được các bạn. Nãy mình chạy trong nhà mình gích cho bạn xem á, chúng mình cũng không gành gì gích, nhưng mình chạy cho vui thôi. Bánh gích là bánh cứng nè đó, còn bánh này là bánh mình chạy đường trường, nó bám đường hơn. Bánh này nó gích rất là đẹp, các bạn có thể mua thêm bánh này. Còn bánh này của cái xe này thì mình tháo ra mình gắn vô mình chơi trong nhà, chứ chơi trong nhà chở bánh này thì nó bám đường, nó không có rít các bạn đó. Và cái xe này nói chung là rất là ok, mình bao cho các bạn chơi đó, đừng đụng mạnh không có bị gì hết đó. Cứ chơi hết pin là sạc pin à. Hiện tại á mình đang giao cái con này với cái giá là 1,6 triệu các bạn, 1,6 triệu với bộ sạc thẳng luôn, bộ sạc remote đó, nguyên combo về chơi hết pin sạc thôi các bạn. Nhiều người nói mắc nó rẻ gì, thật sự các bạn xé ra, nếu mà mình xé ra mình bán rất là rẻ luôn, tại vì mình cái này để chơi nguyên combo cho nó ngon, xé mất không ổn. Cái này thì có 50.000, 30.000, 50.000 cái nè, ví dụ mình xé rẻ mình bán cái này chừng 250 nè, 250 300 cái nè, rồi cục pin này cũng được 200 mấy, 300.000 nè, cũng 300.000 nè, tính ra cái remote với cục pin với cái rìu sạc cũng được 600 mày, còn lại kích xe có 1 triệu với bộ điện có luôn, nó đi sạc vô GX nha các bạn, sạc vô GX luôn nè, sạc vô nhôm nè đó. Tính ra cái xe này đâu có nhiêu, tính ra xe này chỉ có 1 triệu là có được cái kích body với cái bộ điện luôn, sạc vô luôn đó. 1,6 triệu, nói chung là mình tính ra bán lẻ thì mình sẽ bán lời mà nó nhanh hơn nữa các bạn. Ví dụ mình bán lẻ là cái kích xe với điện nó hết bán được 1,1 triệu, 1,2 triệu đó, còn mấy cái này mình bán mình cũng được 1,7 triệu, 1,7 triệu á. Nhưng mà mình muốn bán combo về cho anh em vô mới chơi mua chơi, tại vì mình bao cho anh em chơi luôn mà, mình có video test sẵn cho anh em hết rồi, chỉ về game pin chơi thôi. Chừng nào mà hết pin xe mà chạy yếu thì mình chỉ cắm sạc thôi, mình cắm sạc là mình sẽ dùng. Mà ở đây nó có hai đầu nha, mình sạc bằng cái này nè bạn, đây mình cắm vô đây mình sạc, rồi mình ghim điện thôi, chờ nó xanh đèn là nó đầy pin thôi, rất là dễ luôn đó. Anh em nào cần xe này inbox cho mình hoặc để lại bình luận phía dưới nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video này, rồi đừng quên ấn đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ giúp kênh phát triển hơn, để mình có thêm động lực mình mua thêm nhiều chiếc xe, mình review mình sửa lại, rồi mình bán cho anh em chơi mấy xe nào mà nói chung là bình dân á, cho anh em chơi. Còn mấy cái xe mà như cái con hôm trước của mình thì nó hơi mắc tiền, nó tới 3 triệu 4 triệu gì đó, mình để mình chơi thôi, mấy con này ít ai mua lắm, tại vì nó hơi mắc tiền, mấy anh em mới chơi hay ngán lắm. Rồi cảm ơn các bạn nha, bye bye các bạn nha.